đang hoàn thành nhiều người đang trên cơn nguy kịch. Tai nghe nói trên đỉnh núi Thiên Cấm Sơn có một người hút chỉ được bình dịch. Ta nhờ ngươi vượt đỉnh núi Thiên Cấm Sơn hái thuốc về để trị bệnh cho dân làng. Ngươi hãy đi đi. Thank you.
Thank you.